Hello, my name is Teacher Rima. I've been an English teacher for about 6 years now, and I'm really enjoying teaching children. Xin chào anh chị, thì đây là thầy Rima, là giáo viên của các team nhà mình ở trung tâm. Anh của em Ai và em là Diễm Quỳnh là trợ giảng của bé trong khóa học này. Thì hôm nay em quay video này thì em và thầy sẽ có một số nhận xét cho bé từ sau. Alice has been such a pleasure to teach. She has done very well in this course and she should continue to focus on her pronunciation and final sounds. However, every class, Alice leaves early. She misses the practical part of the class and I think she should make a point to do those workbook exercises, make sure that she finishes them at home if she's going to miss them in the classroom. It's very important that she does that. Thì thầy có nhận xét là Alice thì nắm bài rất là tốt ở lớp. Tuy nhiên là bé thường xuyên về sớm khoảng một buổi sau của lớp. Thì do đó là bé cần phải có thời gian để làm bài tập thêm ở nhà. Bài tập em sắp bài tập để chắc chắn được là bé nắm bài tốt. You can see the result of her speaking test that we did. You can see how much better she is with her English, how much she's grown, how much her confidence has grown, and all the new words that she has learned. Và anh chị thì có thể thấy được cái kết quả của bé từ cái bài test speaking của trung tâm thì có thể thấy được là bé đã tiến bộ rất là nhiều. Đặc biệt là bé đã tự tin hơn và có thể biết được nhiều từ vựng mới hơn. To help improve Alice's speaking outside of the classroom, it is important for her to practice the language, also to do those workbook exercises that she misses, and maybe also for her to get exposed to some English, maybe cartoons on YouTube, English cartoons. It will help with her vocabulary, learning new words, and her listening skills. Để cho cải thiện cái kỹ năng tiếng Anh của Alice khỏi ngoài cái lớp học thì thầy có đề xuất đó là em nên xem thêm nhiều cái video ở trên YouTube để học từ vựng tốt hơn và ngoài ra thì hãy làm bài tập trong sách bài tập ở nhà để chắc chắn được là không bỏ lỡ những cái phần mà bé đã học trước lớp. I look forward to seeing Alice in the next course. Thank you. Thầy mong là Alice sẽ tham gia khóa học tiếp theo và em xin chào anh chị.